Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam. Theo nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2020. Những thành viên khác trong ban cán sự đội tuyển như Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy cũng thôi giữ chức đội phó. Như vậy tuyển Việt Nam sẽ có đội trưởng mới sau gần 2 năm, vị trí này được nắm giữ bởi Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải thi đấu tròn vai tại AFF Cup 2020 ở trung tâm hàng thủ tuyển Việt Nam, giúp đội nhà chỉ để lọt cưới hai bàn sau 6 trận. Tại vòng loại World Cup 2022, Ngọc Hải chơi 14 trận, ghi hai bàn đều trên chấm 11m. Tuy nhiên, Ngọc Hải cũng để lại hành động gây tranh cãi, điển hình như cú sút bóng thẳng vào ngực cầu thủ Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Theo một số chuyên gia, đó là tình huống thủ quân tuyển Việt Nam có thể nhận thẻ nếu trọng tài quan sát kỹ. Đây là động thái mới nhất trong quá trình làm mới đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện. Bên cạnh thay đội trưởng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dự định thôi triệu tập một số tuyển thủ hiện tại để bổ sung bằng những gương mặt mới. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định luôn có một số cầu thủ nằm trong danh sách dự phòng và ông sẽ triệu tập vào ngày 13 tháng 1 để chuẩn bị cho hai trận gặp nhau Australia 27 tháng 1 và Trung Quốc mùng 1 tháng 2. Hiện các cầu thủ Việt Nam đã được cho nghỉ xả trại một tuần để về thăm gia đình trước khi trở lại tập luyện theo mô hình khép kín nhằm hướng tới vòng loại World Cup 2022.